mối tình trọn đời. Tập 1. Chuyện xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở Giang Nam vào năm 1931. Đau bụng quá, đau quá. Ráng lên, em ráng lên. Nhìn thấy anh là em yên tâm rồi. Anh mãi mãi ở bên cạnh em, mãi mãi. Thu Cầm, Thu Cầm, mẹ biết con rất đau. Nè, ngậm miếng sâm đi. Chị Hòa, chúng ta đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được rồi. Đúng rồi, con đi xem. Sao Tiến Thúy Nga giờ này vẫn chưa tới nữa? Đi mau lên. Nhưng mà mẹ, đi mau lên, ở đây có mẹ rồi, đi. Thu Cầm, con yên tâm, lần này nhất định là con trai. Nhà họ Giang chúng ta cuối cùng cũng đã có người nối dõi rồi. Một đứa, hai đứa, ba đứa. Ái Lệ, em đếm ba đứa gì vậy? Chị, em và em bé mẹ sắp sinh nữa là ba đứa con gái. Bà nội, sao hai con lại ở đây hả? Bà nội đã nói rồi mà, mẹ sắp sinh em trai, con gái không được tới gần, mau tránh ra đi. Chậm thôi Hữu Thanh, không được chậm, lỡ thiếu phu nhân sinh rồi tôi bị cho về nhà hút cháu thì sao? Tránh ra. Ăn cam ngọt, giang già thêm phúc thêm con trai. Ăn cam ngọt, giang già thêm phúc thêm con trai. Thu Cầm là đứa con dâu tốt như vậy, bà đừng có ham cháu trai quá mà gây áp lực cho nó được không? Đó không phải áp lực mà là trách nhiệm. Thu Cầm có chỗ nào không tròn trách nhiệm? Bà nói đi. Bao nhiêu năm nay nó làm từ trên xuống dưới đều tốt. Kiếm người nói giỏi cho Giang gia là trách nhiệm của tôi, không liên quan gì đến người ngoài với ông. Tôi không làm gì có lỗi với bà hết. Vậy thì tôi có lỗi với ông vậy? Được, hôm nay tôi đến không phải để cãi nhau với bà. Không được tôi cho phép, không ai được bước chân vào cửa Giang gia, nhất là ông và bà ta. Bà nói Tuyết Mai, chứ còn ai nữa? Ngọc Hà à, Ngọc Hà, Tuyết Mai là chị ruột của bà. Ông im đi. Từ khi ông bước chân ra khỏi Giang gia, ông không có tư cách gọi cái tên này nữa. Bà đừng quên, bà làm vợ tôi, đó là chuyện trước kia. Hơn nữa, ông có coi tôi là vợ ông không? Nói đi. Minh Nguyệt, lão phu nhân hỏi chị nước đồng tử đó xong chưa? Em tiểu mau lên. Em không tiểu, chị đánh em chết đó, nhanh lên. Nước đồng tử, nước thiên tinh. Thiên tinh vào cửa sinh quý tử. Nước đồng tử, nước thiên tinh. Thiên tinh vào cửa sinh quý tử. Nước đồng tử, nước thiên tinh. Được rồi lão phu nhân, tôi đã làm đúng lời dặn của ba vị danh sư rồi. Lần này nhất định sẽ sinh con trai. Hay quá, sinh con trai, nhất định sẽ sinh con trai. Lão phu nhân, cô ấy sắp sinh rồi. Chuẩn bị nước nóng xong chưa? Dạ rồi, ở đây nè. Để ta thử xem, đừng có làm phỏng cháu trai ta đó. Không được, lạnh như vậy không được, ta phải thêm nước nóng. Để con. Qua kia lo cho thiếu phu nhân đi. Lão phu nhân, từ từ thôi. Mẹ kêu lớn tiếng như vậy có phải sắp sinh rồi không? Sao chị biết được? Để chị coi. Mẹ sinh em bé rồi. Sinh rồi. Để ta bế cháu ta coi. Lão phu nhân,
là một thiên kim. Lão phu nhân, lão phu nhân, lão phu nhân. Tỉnh đại. Sao vậy mẹ? Từ từ thôi. Là con gái. Con gái. Sao con không phải là con trai chứ? Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân bị băng huyết rồi. Mọi người lại đây mau lên. Hả? Nhờ người đẻ mướn. Nhờ người đẻ mướn. Lão phu nhân, không được đâu. Không phải chuyện của người, lùi ra đi. Lão phu nhân. Minh Nguyệt, nếu tin này mà lộ ra ngoài, ta hỏi tội người đó. Lùi ra đi. Thật ra tôi cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần gia đình đàng hoàng, con người đoan trang, ý tứ một chút là được. Lão phu nhân, chuyện này thím Thúy Nga, đối với thím, chuyện này đâu thành vấn đề hả? Lão phu nhân, không phải tôi không muốn, mà là bà, có phải bà nên nghĩ cho người khác một chút không? Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu sinh con gái thì ẵm con đi, tôi cho một dạng. Nếu sinh con trai, để con lại, tôi cho cô ta 10 dạng. Đương nhiên thím Thúy Nga, không thiếu phần của thím đâu. Tôi thì không thành vấn đề. Lão phu nhân, chuyện bà giao cho tôi nên làm cho tốt mà. Cho dù có khó như leo lên trời, tôi cũng nhất định làm được. Bà cứ yên tâm. Hãy đợi tin vui của tôi. Lão phu nhân muốn nhờ người đẻ mướn. Hả? Nhờ người đẻ mướn? Sao anh la lớn vậy? Anh muốn hại tôi chết à? Tại anh lo quá mà. Em thấy lão phu nhân muốn nhờ người đẻ mướn. Vậy nhờ làm sao? Nhờ ai đây? Nhờ ai làm sao em biết được? Nhưng phu nhân đã nói với thím Thúy Nga, hình như là muốn tìm một cô gái tới sinh con trai cho thiếu gia. Lão phu nhân này muốn bồng cháu trai tới điên lên rồi. Thì đó, thật không hiểu nổi, tại sao cứ phải là con trai? Con gái, con trai cũng vậy thôi mà. Đúng là quan niệm cổ hủ. Em thấy cũng vậy, nhưng lão phu nhân không thấy vậy. Em cũng đừng nói lão phu nhân cổ hủ. Em nghĩ đi, tài sản lớn như vậy, nếu không có cháu trai thì sau này tặng không cho người ta. Anh nói cũng có lý. Vậy anh thấy thiếu gia có đồng ý không? Thiếu gia thương thiếu phu nhân như vậy, đương nhiên không đồng ý rồi. Vậy thì em yên tâm rồi. Nhưng thiếu gia là đứa con có hiếu, nếu lão phu nhân ép thiếu gia đồng ý, cậu ấy không đồng ý mà được sao? Vậy làm sao đây? Làm sao à? Lão phu nhân đang tìm người sanh cháu giùm có đúng không? Vậy em giúp giùm đi. Em hả? Em có thể sanh cho thiếu gia một đứa con mà. Anh, sanh cái đầu anh. Hữu Thành chết tiệt, em đang lo lắng như vậy anh còn chọc nữa hả? Chí Hòa làm sao? Thu Cầm lại sinh con gái. Em gái bà muốn có cháu nối dõi, ép Chí Hòa tìm cô gái khác sinh con. Tìm cô gái khác sinh con cho Chí Hòa. Tôi biết Chí Hòa rất yêu Thu Cầm. Sao nói lại? Chí Hòa sẽ không nghe lời Ngọc Hà đâu. Nó và Thu Cầm yêu nhau như vậy. Nhưng tính tình em gái bà, đâu phải bà không biết. Không xong rồi. Nếu đúng thật như vậy, thì chuyện xảy ra với chúng ta 20 năm trước, bây giờ lại xảy ra với Chí Hòa rồi. Ông là cha nó. Chẳng lẽ ông? Vì tôi là cha nó nên tôi mới mặc giày đi gặp Ngọc Hà. Rồi bà ấy nói sao? Tôi nói rồi, bà ta là em gái bà. Tính bà ta ra sao bà hiểu rõ hơn tôi. Bà ta không những không nghe mà còn nhắc lại chuyện 20 năm trước. Bà ta nói bây giờ vẫn còn hận tôi đến tận xương tủy, không muốn tha thứ cho tôi.
Lệ Hồng. Lệ Hồng. Lại đây, lại đây. Lại đem với anh. Uống với anh vài ly đi. Được. Cạn ly. Cạn ly. Em mời anh. Kiến Hào, tháng sau em muốn nghỉ làm. Đang tốt lành, sao lại không đi làm nữa? Em có thai rồi. Kiến Hào, có phải anh vui quá nói không nên lời không? Kiến Hào, anh có nhớ lúc mình quen nhau 2 năm trước không? Anh nhớ chứ. Em nhớ 2 năm trước, em từ dưới quê lên Tô Châu này. Lúc đó trong người không có lấy nửa xu, đã mấy ngày liền không được ăn gì. Trời thì lạnh vô cùng. Em núp trong cái xó bên cạnh ga xe lửa, không ai ngó ngàng tới em. Em cứ tưởng mình sắp chết rồi. Ngay lúc đó em được gặp anh. Chính anh đã đưa em về nhà, còn bán luôn chiếc xe kéo kiếm cơm của anh, đi khắp nơi mượn tiền chữa bệnh cho em. Trời rất lạnh, anh cho em ngủ trong phòng, còn anh thì ngủ một mình bên ngoài. Kiến Hào, em biết anh rất tốt với em. Em không biết phải trả ơn anh ra sao nữa. Lệ Hồng, em đã biết anh tốt với em thì em không nên tùy tiện từ bỏ công việc này mới đúng. Em biết không, vì công việc này anh phải nói nịnh người ta bao nhiêu câu, khom lưng cúi mình dập đầu bao nhiêu cái không? Em không muốn vác cái bụng bự đi làm để người ta cười em. Lệ Hồng, công việc rất khó tìm. Bây giờ chỉ có em có công việc cố định. Anh đang đi khắp nơi tìm việc làm. Nếu có thêm đứa con, làm sao mình sống được? Em biết công việc rất khó tìm, nhưng ngày nào anh cũng tìm việc ở chỗ này, làm sao tìm được chứ? Xem lại nói vậy, anh cũng đang tìm mà. Con người anh là người làm việc lớn. Anh hy vọng sau khi anh tìm được một công việc tốt, ổn định, mình sẽ sinh con. Ý anh muốn em bỏ con chứ gì? Lệ Hồng, muốn sinh con phải có tiền. Dù không có tiền, Liêu Kiến Hào anh cũng có thể đi mượn. Nhưng con phải nuôi con, rồi cho nó ăn học nữa. Chẳng lẽ em muốn con mình sau này cũng đi kéo xe giống anh sao? Kiến Hào, em xin anh, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng thì con chúng ta sẽ có cuộc sống tốt thôi. Lệ Hồng à, nói chung em quyết định rồi, anh có nói gì cũng vô dụng thôi. Cô bước đi xem. Quay lại. Đi lại đây. Đi đi. Tốt lắm, tốt lắm. Quay người qua. Tốt. Cười một cái. Tốt lắm. Được lắm, được lắm. Hôm nay tới đây thôi. Ưu điểm của các cô tôi nhớ hết rồi. Các cô về nhà đợi tin vui nha. Mời về nhà đợi tin vui của tôi. Tạm biệt nha, đợi tin vui nha. Thím Thuyên Nga, thím kêu bao nhiêu cô tới đây, bộ tính mở quán rượu hả? Lão phu nhân nhà họ Giang muốn kiếm người đẻ mướn. Kiếm người đẻ mướn? Nhà họ Giang thím nói là nhà nào? Thì họ Giang mở hiệu buôn hàng Tây lớn nhất Tô Châu, hiệu buôn Thuận Phúc đó. Có chuyện này sao? Tất nhiên, tôi cho cậu biết. Lần này tôi may mắn rồi. Nếu tìm được cho lão phu nhân một cô gái vừa ý thì tôi phát tài rồi. Giang gia có con dâu rồi mà. Có dâu thì có ích gì, chỉ sinh được con gái. Lão phu nhân muốn có cháu trai. Nếu lão phu nhân không thương thiếu phu nhân thì đã cưới thiếp để sinh con trai lâu rồi, đâu cần phải nhờ người đẻ mướn. Thím nói thật hay giả vậy? Tôi mà dám bịa chuyện này sao? Tôi nói cậu nghe, điều kiện lão phu nhân đưa ra rất tốt.
Nếu sinh con gái thì mong con về nuôi, lão phu nhân thưởng cho một vạn. Nếu sinh con trai, để con lại giang gia, lão phu nhân cho 10 vạn. Trời đất mẹ ơi, tôi sống đến từng tuổi này chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy. 10 vạn đó. Xin ông trời phù hộ, xin ông trời phù hộ. Nếu tôi làm được chuyện này thì tôi có thể kiếm được một cái bao lì xì khổng lồ. Thiêm Thuy Nga, Thiêm nhất định sẽ có được bao lì xì khổng lồ. Giang gia, cuối cùng ông trời cũng có mắt để ta đợi được cơ hội này. Thiếu gia, ông chủ lư của Ái Đức Hoa hơi khó nói chuyện. Lúc anh nói chuyện với ông ta, cố gắng đừng nổi giận. Em yên tâm, không sao đâu. Anh biết mình nên làm gì. Em sẽ tới hiệu buôn trễ một chút. Đây mới là vợ chồng thật sự. Mình không thể để chuyện đó xảy ra. Đã hứa rồi đó nha, đừng có nuốt lời. Lê Hồng, lại đây. Sao anh tới đây? Anh có chuyện muốn nói với em. Lại đây. Mình ra ngoài nói. Lại đây. Anh làm gì vậy? Em đang làm việc mà. Nếu ông chủ thấy được thì tháng này coi như tôi công đó. Đứa bé vẫn còn chứ hả? Đó là con của em. Em tuyệt đối không bỏ nó. Em đã nói là em không bỏ mà. Lệ Hồng, em đừng giận mà. Thật ra hồi chiều anh chỉ thử lòng em thôi. Thấy em không nỡ bỏ con, anh đã biết em rất thương yêu con mình. Như vậy chứng tỏ em rất yêu anh. Anh rất vui. Bắt đầu từ hôm nay em không cần đi làm nữa. Anh nhất định sẽ chăm chỉ làm việc để chăm sóc em, lo cho em. Anh nói thật chứ? Dĩ nhiên là thật rồi. Anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy. Con nấu cho mẹ canh gà nhân sâm đi. Mẹ uống đi. Con để nó đi. Thu Cầm, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ có trách nhiệm của mẹ. Mong con hiểu cho mẹ. Đối với mẹ, con không chỉ là con dâu tốt, còn là đứa con gái ngoan nữa. Nhưng mẹ có trách nhiệm với Giang gia. Xin con hiểu cho. Con hãy giúp mẹ hoàn thành ước nguyện được không? Mẹ, thật ra những lời này mẹ có thể trực tiếp nói với Chí Hòa. Nhưng mẹ tôn trọng con, vì hai đứa con là vợ chồng. Thu Cầm, con hãy giúp mẹ khuyên Chí Hòa. Giúp mẹ khuyên Chí Hòa để mẹ đều hoàn thành ước nguyện. Hứa với mẹ đi. Con hứa đi. Được rồi mẹ. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Chị Hòa, Thu Cầm có nói chuyện với con không? Nói rồi. Tại sao mẹ cứ nhất định làm như vậy chứ? Chúng ta đã nói rồi, nếu nó sinh đứa thứ ba vẫn là con gái thì phải nghe lời mẹ. Con không chấp nhận. Không chấp nhận. Con không muốn. Con yêu cái nhà này, yêu vợ con, cho nên con không làm được. Không làm được cũng phải làm.
Thiếu gia. Đi. Khoan. Thiếu gia, chuyện gì vậy? Lão phu nhân đó lại xuất hiện. Anh đi xem thử đi. Dạ. Lạ thật. Thiếu gia, không có ai hết. Bà ấy là ai vậy? Không có à? Lúc nãy ta mới nhìn thấy mà. Sao cơ thể mình vừa nhìn thấy là bà ấy lại biến mất ngay vậy? Không thấy thì anh cứ để ý giùm tôi nhé. Đi thôi. Dạ. Lão phu nhân, bên ngoài có Liêu lão phu nhân muốn gặp bà. Không gặp. Dẫn bà ta tới thư phòng, rồi mấy người lui ra. Dạ. Chị không có ngó Đức Tơ Dương gì hết. Vậy sao? Vậy sao chị lại tới đây? Có phải nó nói gì với chị không? Em đừng có ép nó sinh con với người phụ nữ khác. Nó yêu Thu Cầm. Em đừng có ép nó. Cứ coi như chị xin em đi, được không? Chị lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Vậy còn tôi? Chị có bao giờ nghĩ tới tôi không? Lúc đó tôi đi xin chị nhường chiếc quà cho tôi là vì muốn nhà họ Giang có người nối dõi. Chuyện này chị cũng hiểu mà. Chị Hòa là đứa cháu trai duy nhất của Giang gia. Nó bắt buộc phải gánh trách nhiệm này. Được rồi, chị đừng có đem tình mẹ con ra uy hiếp tôi. Thật ra tôi cũng rất yêu Chí Hòa. Nếu em thật sự yêu con thì không nên kêu nó phản bội vợ, để ở bên cạnh người phụ nữ khác. Tôi nói rồi, đây là trách nhiệm của con cháu nhà họ Giang. Nếu em cứ như vậy, chị sẽ mang nó đi ngay bây giờ. Mang nó đi. Đúng. Chị nghĩ rằng chị mang nó đi thì nó sẽ đi sao? Chị nói chị là mẹ nó là nó nhận chị hả? Chị có thể đi được rồi. Em không cần đuổi, chị cũng tự đi. Nhưng chị cho em biết, chị nhất định sẽ bảo vệ con trai mình, không để bi kịch xảy ra nữa đâu. Ở đây nè, lại đây đi. Coi chừng nó. Ghét cha quá đi. Lại đây nè. Ghét chị quá. Xin lỗi nha, để chị lau cho. Bà nội, ngoan. Bà nội ơi, chơi chung với tụi con đi. Ngoan. Bà nội có chuyện muốn nói với cha con. Hai con tự chơi đi. Lão phu nhân, hôm nay thời tiết rất tốt, con và Minh Nguyệt dẫn hai tiểu thơ ra ngoài chơi nhé. Cũng được, đi đi. Chơi chơi vui nha. Tạm biệt nội, tạm biệt. Con trai. Mẹ, chỗ Thiếm Thúy Nga vài ngày nữa là có tin. Con xin lỗi mẹ, con không thể đồng ý với mẹ được. Như vậy là có lỗi với Thu Cầm. Nhưng lúc đó chính miệng con hứa với mẹ, nếu Thu Cầm sinh đứa thứ ba vẫn là con gái thì con phải nghe lời mẹ mà. Mẹ, con gái cũng tốt mà. Mẹ thấy ái châu ái lệ dễ thương biết bao nhiêu. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy.
Tại sao cứ nhất định ép con chứ? Mẹ trước giờ không hề hiểu con. Thông cảm cho con. Tại sao trong lòng mẹ lúc nào cũng chỉ có Giang gia, Giang gia, Giang gia? Mẹ có biết con đang nghĩ gì không? Phu nhân, bà bị sao vậy? Bà không khỏe hả? Tôi đưa bà đi bệnh viện nhé. Không, tôi không sao. Làm phiền cậu đưa tôi về Lữ quán Thiên Mỹ. Sao hả? Bánh này ngon quá. Em thích ăn à? Em thích ăn. Ngày mai anh đi xếp hàng mua cho em ăn nữa. Cái gì? Mua bánh mà phải xếp hàng sao? Phải. Bánh của tiệm này ngon nhất Tô Châu. Cả đống người tới mua đó. Anh phải đợi tới một tiếng mới mua được đó. Phải đợi lâu vậy sao? Vậy sau này người ta không thèm ăn nữa. Chỉ cần em thích, cho dù anh xếp hàng cả buổi hay cả ngày, anh cũng chịu nữa. Kiến Hào, anh tốt với em quá. Không, anh tốt vẫn chưa đủ. Anh phải yêu em hơn, bảo vệ em hơn, phải cho em một gia đình đầm ấm. Đang tốt lành sao tự nhiên anh thở dài? Không có gì, anh gạt em. Thật ra là có chuyện gì? Anh rất muốn sống với em những ngày như vậy. Nhưng người ta nói vợ chồng nghèo hàng trăm cứ lo, phải chi được giàu có như nhà họ Giang thì hay biết mấy. Anh ngưỡng mộ người ta làm gì? Nhà nào cũng có khó khăn của nhà đó. Không chừng bọn họ đang ngưỡng mộ chúng ta đó. Em nói đúng đó. Nhà họ Giang ở Tô Châu cũng giàu có nhất nhỉ. Vậy mà cô con dâu sinh liên tiếp ba đứa con gái, cũng khó trách lão phu nhân lo lắng đi tìm người để nhờ đẻ mướn. Nhờ người đẻ mướn, con trai con gái cũng vậy mà. Vậy thiếu phu nhân Giang gia có chịu không? Không chịu mà được sao? Em nghĩ đi. Không có con trai, tài sản to lớn của Giang gia phải làm sao đây? Anh nói cũng đúng. Vậy là thiếu phu nhân phải đồng ý à? Ở Giang gia, lão phu nhân có quyền quyết định. Anh nghe thím Thúy Nga nói, lão phu nhân nhờ bảy tìm giùm người sinh con cho Giang gia. Còn nói, nếu người phụ nữ đó sinh được con gái thì ôm con về nhà nuôi và được một dạng. Còn nếu sinh được con trai thì cho 10 dạng. Nếu anh có được 10 dạng, anh lập tức mua nhà Tây cho em ở, kêu người tới hầu hạ em, để em được làm thiếu phu nhân cho đã luôn. Có tiền là chuyện của người ta, em không có thèm đâu. Vậy là em không hiểu rồi. Có tiền mua tiên cũng được. Vì tiền, em đi làm, anh đi kéo xe. Em nghĩ đi. Nếu chúng ta có được 1/10 tài sản của Giang gia, anh nhất định dẫn em đi du sơn ngoạn thủy suốt ngày. Thật ngưỡng mộ người ta. 10 vạn. Nếu em tới nhà họ Giang sinh một đứa con cho họ. Cái gì? Anh nói rõ đi. Anh chờ em tới nhà họ Giang làm gì? Không phải, anh chỉ ví dụ thôi. Nếu em tới nhà Giang gia giúp họ thì sau này chúng ta có được 10 vạn. Im đi. Vì 10 vạn, anh bắt em tới Giang gia. Anh coi em là gì hả? Em mới có con với anh mà anh kêu em đi ngủ với người khác à? Vậy mà anh cũng nói được hả? Không phải đâu Lệ Hồng. Em nghe anh nói. Đủ rồi, em không nghe nổi nữa. Chuyện như vậy anh cũng nói ra được? Anh có lương tâm không vậy? Có lương tâm không vậy? Muốn ngủ anh tự đi ngủ đi. Lệ Hồng, Lệ Hồng, Lệ Hồng, em quay lại đây. Lữ quán Thiên Mỹ. Bác tỉnh rồi hả? Bác đỡ hơn chưa?
Bác uống miếng nước đi. Cảm ơn cậu. Lúc nãy trong lòng cậu có chuyện không vui hả? Không có gì đâu. Con cảm thấy hình như mình có quen nhau. Con thường thấy bác xuất hiện ở gần nhà con. Chuyện này bác à, bác có chuyện gì phải không? Bác cứ nói với con, biết đâu con có thể giúp được bác. Không có chuyện gì đâu. Bác à, ở Tô Châu này con quen biết nhiều, bác cứ nói với con. Nếu thật sự có chuyện gì, có thể con giúp được bác đó. Chuyện là như vậy. Mười mấy năm trước, tôi dẫn con trai tôi đến chơi ở gần nhà cậu. Bỗng nhiên tôi nhớ ra mình để quên một món đồ ở chợ, cho nên tôi quay ra chợ lấy. Không ngờ khi trở lại chỗ đó thì không thấy con đâu nữa. Cậu không biết một người mẹ mất con trong lòng đau khổ như thế nào đâu. Bởi vậy từ đó đến nay, mỗi năm tôi lại đến Tô Châu một lần. Tôi muốn tìm thử xem có tìm được con không. Vậy bác có tìm được con không? Tôi rất muốn dẫn con về nhà. Muốn nói với con, tôi có lỗi với nó. Ngày nào tôi cũng nhớ nó. Bác đúng là một người mẹ tốt, một người mẹ vĩ đại. Vì một phút sơ suất mà bác tìm đến mười mấy năm. Nếu con bác biết, nhất định anh ấy sẽ rất vui. Chắc chắn anh ấy cũng rất muốn được gặp bác. Có thật không? Bác có thể nói cho con biết đặc điểm của con trai bác không? Biết đâu con thật sự giúp được bác thì sao? Đã bao nhiêu năm rồi, tôi nghĩ cứ dù nhìn thấy tôi, nó cũng không nhận ra luôn. Nếu mẹ con cũng giống như bác, cũng quan tâm đến con mình như vậy thì tốt quá. Sao? Lệnh Đường là một người mẹ tốt mới đúng chứ. Ai cũng biết Giang gia nhà cậu là một gia tộc lớn nhất nhì nơi này. Mẹ cậu dạy dỗ cậu thành người tốt như vậy, đàng hoàng như vậy. Tôi nghĩ bà ấy là người mẹ tốt mới phải. Người mẹ tốt. Thật sự, thật sự con rất muốn có một người mẹ tốt. Vậy ý của cậu là mẹ cậu? Thật ra không phải mẹ con không tốt với con. Con chỉ cảm thấy giữa con với mẹ hình như thiếu cái gì đó. Cậu đừng nghĩ lung tung. Tôi nghĩ chắc chắn mẹ cậu rất yêu thương cậu. Vậy sao? Nhưng con cảm thấy mẹ rất ít ở bên con. Con có chuyện gì mẹ chỉ kêu người làm giùm con thôi.
Con nhớ lúc còn nhỏ, vào ngày sinh của một người bạn, con đến nhà bạn chơi. Nhìn thấy cả nhà bạn vui vẻ bên nhau, con rất ngưỡng mộ bạn. Từ nhỏ con không có cha. Có một lần sinh nhật con, mẹ nói mẹ sẽ ăn sinh nhật với con. Con vui lắm. Nhưng con ở nhà chờ, chờ mãi, chờ mãi. Đến nửa đêm, mẹ vẫn chưa về. Sáng hôm sau, con cũng không dám hỏi mẹ. Nhưng rồi con cũng hỏi, là tại sao từ nhỏ đến giờ con không nhìn thấy cha. Mẹ con nói cha con qua đời rồi. Nhưng mẹ không nói tại sao cha con lại qua đời. Qua đời lúc nào mẹ không muốn nói với con. Sao bà ấy lại làm vậy? Con rất hy vọng cha con còn sống. Nếu cha còn sống, nhìn thấy mẹ đối xử với con như vậy, ít nhất cũng nói vài câu giúp con. Có thể giữa hai mẹ con có hiểu lầm gì đó, chỉ cần thông cảm với nhau một chút là được rồi. Thông cảm? Thông cảm làm sao? Con luôn luôn thông cảm cho mẹ. Nhưng trước giờ mẹ không nghe bất cứ ai. Chưa hề. Vậy dù sao đi nữa, cậu cũng là con trai bà ấy. Cậu chỉ cần cậu thông cảm cho bà ấy, bà ấy sẽ nghe lời cậu. Thật đó. Cậu nhất định phải cố gắng hết lòng với mẹ mình. Dạ được. Dạ được. Như vậy là đúng rồi. Đúng rồi. Cậu đi xa như vậy, đi lâu như vậy rồi, hay là cậu về nhà sớm đi. Vậy con đi đây. Cảm ơn bác. Tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Nếu lúc nãy cậu không cứu tôi. Bác đừng nói vậy. Bác à, bác không được khỏe, bác phải ráng giữ gìn sức khỏe đấy. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Con vẫn chưa được biết bác họ gì. Tôi họ họ sao vậy? Không tiện à? Không, tôi họ Quan. Bác Quan. Con họ Giang. Tên Giang Chí Hòa. Bác gọi Chí Hòa là được rồi. Tôi biết rồi. Vậy con đi đây. Bảo trọng. Chí Hòa. Chuyện gì vậy bác Quan? Còn chuyện gì sao? Không có gì. Tôi chỉ nghĩ, nếu con trai tôi cũng được như cậu thì tốt quá. Nếu mẹ con cũng được như bác thì tốt quá. Tôi có thể ôm cậu được không?